Xin chào bà con, xin chào các bạn. Hôm nay Lâm sẽ giúp cho bà con có những cái cách làm đẹp từ cái rô diếp cá ha. Đây, thì đây là trong vườn nhà của Lâm đây, bà con có thể nhìn thấy đây. Đó, rô diếp cá thì rất là dễ trồng. Có rất nhiều cái bài thuốc được làm từ rô diếp cá này. Nhưng mà hôm nay thì Lâm chủ yếu Lâm mang đến cho bà con một số cách làm đẹp từ cái rô diếp cá này. Vậy thì bây giờ mời bà con nha, mời các bạn. Chúng ta đi vào cái cách làm ha. Nguyên liệu rô diếp cá này thì hầu như là nếu mà chúng ta muốn trồng thì trồng rất là dễ, đúng không? Bà con nhìn có thể thấy nè, đây. Đó, một khu vườn của Lâm, nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà trồng rất là dễ. Bởi vì cái rô diếp cá này nó rất là tiện dụng. Nếu như bà con trồng trong gia đình thì nó làm được rất là nhiều bài thuốc. Cái cà trị bệnh trĩ này thì bà chia sẻ sau, Lâm sẽ chia sẻ cái cách cho bà con trị bệnh trĩ từ cây rô diếp cá này ha, trị nội trị ngoại cũng hết luôn. Còn hôm nay thì Lâm chỉ hướng dẫn giúp bà con làm đẹp thôi ha. Bởi vì phụ nữ của chúng ta thì cái mong muốn làm đẹp thì cái đó là mong muốn chính đáng ha, đại diện cho phái đẹp mà, cho nên người ta phải đẹp đẹp thôi. Nhưng mà cái vấn đề không phải ai cũng có tiền để mua những cái loại kem hay là những cái loại dược phẩm dược liệu để mà dưỡng da, đúng không? Cho nên nếu như bà con mình, chị em nào ở cái vùng quê ha, kinh tế khó khăn thì có thể dùng cái rau diếp cá này nè để làm ra một loại mỹ phẩm đặc biệt ha. Nhưng mà tác dụng của nó thì không thua gì các loại cái mỹ phẩm cao cấp bây giờ đâu ha. Rồi, thì cái cách làm đầu tiên ấy, bà con dùng cho Lâm là cái rau diếp cá này nè, bà con dùng khoảng chừng 15 đến 20 gram thôi ha. Bà con dùng những cái phần non như thế này, đúng chưa? Thì chúng ta đã có những cái phần non như thế này, bà con rửa sạch sẽ, đúng không? Bà con nhớ chọn những cái nguyên liệu mà nó không có bao giờ thực vật. Vậy thì ở nhà chúng ta trồng thì là an toàn nhất, đúng không? Chúng ta chọn nguyên liệu thì khoảng 15 đến 20 gram. Bà con rửa sạch hết, bà con giã nát ra, dắt lấy cái nước cốt của nó. Thì cái biện pháp này nó sẽ giúp cho bà con là trị mụn. Trị mụn, nhưng mà đặc biệt cái cách này thì nó sẽ làm cho da của bà con rất là mịn màng. Nó sẽ mịn màng hơn bình thường rất là nhiều. Một tuần bà con chỉ làm khoảng 2 đến 3 lần thôi. Thì cái biện pháp này nó rất là hay. Nó giúp cho cái da của bà con á, thứ nhất là hạn chế mụn. Thứ hai á, là nó sẽ rất là mịn màng. Bà con dùng cái nước cốt của nó thoa sạch lên, thoa lên trên mặt. Sau khi cái da mặt của bà con đã rửa bằng nước sạch rồi, đúng không? Chúng ta thoa cái lượng nước cốt mà chúng ta giã nát từ 15 đến 20 gram cái rau diếp cá như thế này. Thì bà con cứ để trên đó khoảng chừng 15 đến 20 phút á. Nhưng mà trong cái quá trình mà chúng ta thoa lên á, thì bà con kết hợp với massage luôn ha. Chúng ta massage khoảng 1-2 phút gì đó. Để cho giúp cho cái máu của chúng ta nó lưu thông tốt. Và cái hoạt chất ở trong cái cây rô diếp cá này nó thấm sâu vào cái da mặt của chúng ta. Thì như thế, mỗi một tuần á, bà con làm cho Lâm khoảng 2 hoặc 3 lần thôi. Không cần nhiều lắm đâu. Biện pháp này nó sẽ giúp cho da của bà con là hạn chế được mụn ha. Những cái mụn mà nó chuẩn bị nổi thì nó gặp cái nước cốt rô diếp cá này thì nó sẽ bị lặn thôi. Bà con tránh làm cái nước cốt rô diếp cá này nó rơi vào mắt và cái vết tương hở nha. Có nghĩa là bà con không được cái da mặt của bà con không được nặng mụn ha, không được nặng mụn. Chúng ta thì thoa lên thôi chứ đừng có nặng mụn. Nặng mụn thì cái nước cốt này nó sẽ thấm vào nước cái vết thương hở của bà con thì như thế nó sẽ gây rất là rát, rất khó chịu. Đó là cách giúp cho bà con hạn chế mụn. Đặc biệt cái tác dụng chủ yếu của nó là nó làm cho da của bà con mịn màng hơn. Rồi, bây giờ thì cách thứ hai. Cách thứ hai này thì nó sẽ giúp cho bà con tẩy chất nhờn, hạn chế mụn. Rồi, tẩy chất nhờn, hạn chế mụn thì công thức nó lại khác rồi. Bà con dùng cho Lâm khoảng 10 đến 15 lá ha. 15 lá lên như thế này. Rồi, bà con rửa sạch sẽ đi. Chúng ta kết hợp với một thìa muối, muối hạt. Muối hạt là muối biển đó bà con. Sau khi chúng ta đã có nguyên liệu của chúng ta là 10 đến 15 lá như thế này. Là lớn lớn đúng không bà con? Này, những cái lá bánh tẻ như thế này nè. Đó, bà con chọn lá như thế này. Thì bà con đem tất cả nguyên liệu chúng ta cho vào cái cối xay sinh tố, xay nhuyễn hết đi. Chúng ta dùng cái phần nước cốt đó. Bà con thoa đều lên mặt. Và bà con nên nhớ nè, trước khi thoa cái lượng nước cốt này lên mặt thì bà con cũng phải đảm bảo được rằng là cái mặt của chúng ta đã được rửa sạch bằng nước sạch rồi ha. Đó, bà con cũng tiến hành massage 1 đến 2 phút gì đó, giúp cho cái nguyên liệu của chúng ta nó thấm sâu vào trong cái da mặt.
kế đến bà con để cho Lâm 15-20 phút gì đó thì bà con rửa lại ha. Bà con cũng có thể để qua đêm, và thuốc này bà con cũng có thể để qua đêm ha. Dùng nước cốt rau diếp cá này thì thoa lên mặt thì bà con có thể để qua đêm cũng được. Còn nếu như bà con muốn rửa thì có thể để 15-20 phút rồi bà con rửa. Biện pháp này thì cũng khoảng 2-3 lần một tuần thôi nha bà con, không cần phải nhiều đâu. Làm như vậy nó đỡ mất thời gian cho bà con hơn. Như là chị em áp dụng cái biện pháp này, nó sẽ giúp bà con trị được cái bệnh nhờn da mặt. Cái bệnh nhờn da mặt mà nó khỏi thì tất nhiên là cái lượng mụn của bà con được hạn chế rồi. Đó, cách rất là đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả ha. Bài thuốc này thì hay là cái cách làm dưỡng da mặt như thế này thì hầu như là từ xa xưa rồi bà con, nó không bao giờ có tác dụng phụ cho bà con đâu. Cho nên bà con cứ áp dụng ha, rẻ tiền nhưng mà đặc biệt là nó lại hiệu quả. Đó, cách này là giúp trị nhờn da mặt và hạn chế mụn. Rồi, một cái cách kế tiếp mà Lâm muốn chia sẻ cho bà con đó là chúng ta dùng cái rau diếp cá và kết hợp với một cái nguyên liệu thần thánh nữa, giúp cho bà con có một cái làn da trắng nõn luôn ha. Rồi, vậy thì nguyên liệu thần thánh đó là mật ong rừng, mật ong thiên nhiên ha. Bà con cũng có thể dùng cho Lâm 15-20 lá như thế này ha. Lá bánh tẻ, bà con định dùng lá non, đây, cái lá loại này nè là tốt nhất nè. À, làm đến 20 lá ha. Rồi sạch sẽ đi, dắt cái lượng nước cốt ra. Dắt lượng nước cốt ra, có nghĩa là lượng nước cốt ở đây á, bà con chú ý cho Lâm này chỉ cần một thìa thôi ha, một thìa thôi là được rồi. Ha, trên dưới một thìa là chúng ta đã đủ nguyên liệu rồi. Bà con kết hợp vô đó là một thìa mật ong luôn ha. Chúng ta đánh lại đều lên, rồi đánh đều lên. Sau khi mặt của chúng ta đã được rửa bằng những cái dung dịch, ví dụ như là bà con rửa bằng sữa rửa mặt hoặc là bằng rửa bằng nước sạch, đúng không? Rửa xong cái mặt chúng ta nó còn ẩm ẩm đúng không, bà con tiến hành bôi cái nguyên liệu đi lên. Rồi diếp cá kết hợp cho mật ong chúng ta bôi đều lên, chúng ta cũng tiến hành massage 1-2 phút. Rồi thì như thế bà con để 15-20 phút, sau đó chúng ta rửa lại bằng nước lọc ha. Nếu như bà con để ngủ được á, ngủ qua đêm được á, thì cứ để. Nhưng mà Lâm nghĩ bà con sẽ rửa, bởi vì cái mật ong á, nó thấm vào trong da chúng ta, nó gây cái có cảm giác rít rít khó chịu lắm ha. 15-20 phút sau thì bà con rửa lại, bà con ngủ thôi. Chuyện này thì rất là đơn giản đúng không bà con? Vậy thì đây là những cách mà giúp cho bà con, thứ nhất là giảm chế được cái mụn này. Những cái biện pháp mà bà con dùng ở đây á, thì khi chúng ta đắp lên da mặt thì những cái mụn đầu đỏ hay là những cái mụn mà gọi là nó chuẩn bị nó lên á, nó sẽ bị sẹp ngay liền ha. Đặc biệt bà con áp dụng những cách này thì thứ nhất cái vết thâm nám do mụn để lại cho bà con á, nó sẽ mờ dần theo thời gian đó. Bà con chỉ cần sử dụng một tuần hoặc 2-3 lần thôi, không cần sử dụng nhiều đúng không, không cần sử dụng nhiều đâu. Vậy thì những cái biện pháp này Lâm nghĩ rất là rẻ tiền, 15-20 gram thì đâu có là bao nhiêu đúng không bà con. Nhưng mà Lâm nghĩ á, bà con nên trồng trồng một khóm ở gia đình này, con có thể thấy nè, trồng rất là dễ dàng đúng không, có khó gì đâu. Nhưng mà nguyên liệu này thì nó có nhiều bài thuốc hay lắm, bà con làm rau sống ăn cũng rất là ngon. Tên của nó là rau diếp cá nha bà con ha, có số vùng thì gọi là rau diếp cá. Vậy thì vừa rồi Lâm đã chia sẻ đến bà con những cái cách làm đẹp từ rau diếp cá đúng không. Những cái cách này thì giúp cho bà con gần như là không tốn chi phí luôn đúng không, nếu như nhà trồng được. Còn bà con mua thì cũng rẻ lắm, không đáng là bao đâu. Nhưng mà đặc biệt bà con làm cách này, thứ nhất giảm thâm nám nè, thứ hai giảm mụn nè, giảm mụn rất là nhiều, trị được chất nhờn nè, rồi giúp da của bà con trắng nõn. Nếu như bà con áp dụng cái công thức thứ ba, áp dụng chúng ta kết hợp với mật ong đúng không. Rồi đó là tất cả những gì trong cái bài chia sẻ này Lâm muốn gửi đến bà con, gửi đến các bạn. Chúc bà con ăn làm hạnh phúc ha. Tại sao Lâm lại nói như thế? Trong cái thời điểm hiện tại thì rất là khó khăn đúng không bà con? Thì bà con cũng nghe đâu đó đúng không? Nghe tất cả các thông báo. Thì hiện tại thì đất nước chúng ta đang trong cái giai đoạn tự cách ly đúng không? Hạn chế ra đường. Thì Lâm đã nói rồi, chúng ta cố gắng vượt qua khó khăn bằng cách thì chúng ta nâng cao sức khỏe, tập thể dục nè, ăn uống nhiều cái lượng chất mà có chất dinh dưỡng bổ sung cho cơ thể, và đặc biệt là cái lượng vitamin C để giúp cho cái hệ miễn dịch của chúng ta nó tăng lên, để hạn chế cái virus nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Ra đường đeo khẩu trang
vệ sinh thân thể sạch sẽ, ví dụ như là rửa tay thường xuyên, đúng không? Đó. Có thể một ngày, hiện tại thì nếu như trời nóng quá thì bà con có thể tắm một ngày 2-3 lần. Đó. Thì cái đó là những cái cách cơ bản nhất mà giúp chúng ta phòng tránh cái bệnh viêm phổi cấp hiện tại. Ha, bà con cố gắng nha, chúng ta cùng nhau vượt qua cái giai đoạn này. Ở nhà thì nếu như bà con nào có những cái nguyên liệu trong cá này thì có thể để làm ra mỹ phẩm để dưỡng da ha, làm đẹp cho mình. Rồi. Thì tất cả những gì Lâm muốn chia sẻ trong bài chia sẻ này thì Lâm đã nói hết rồi. Bây giờ thì xin chào tạm biệt bà con. Hẹn gặp bà con ở những cái video tiếp theo nha. Trước khi kết thúc video thì Lâm muốn nhắc nhở bà con, nếu như ai chưa đăng ký kênh của Lâm thì cố gắng đăng ký ha. Đăng ký là miễn phí. Đăng ký để nhận được những cái thông báo mới nhất từ kênh của Lâm. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.